Ăn cơm rượu có phạm vào giới uống rượu không? Thì quay trở lại cái này cho quý vị xem ha. Đây, giới không uống rượu đấy, chúng ta có bốn cái chi phần. Thứ nhất, nó là rượu hoặc các chất say. Thứ hai là chúng ta có tâm uống rượu hoặc các chất say. Thứ ba là sự cố gắng uống. Thứ tư là cái chất nó đã qua khỏi cổ. Mà thời nay đó, chúng ta nên hiểu là nó đi vào trong cơ thể của chúng ta. Bây giờ xin hỏi quý vị, cái cơm rượu á, thành phần của nó có phải là rượu có hay không? Nó phải chất say hay không? Mà muốn biết một chất có phải chất say hay không ấy, thì nó chỉ đơn giản là chúng ta dùng chúng ta có bị say không? Cho nên cái chuyện cơm rượu thì chắc chắn nó phải là chất say rồi, mình không thể nào mà chối cãi được ha. Rồi chúng ta có cái tâm muốn dùng không? Mình có ý muốn dùng không? Rồi mình đã có cái sự cố gắng nỗ lực mình sử dụng hay không? Và đương nhiên là nó trôi qua khỏi cổ thì chắc chắn là chúng ta phạm giới. Chỉ trừ trường hợp á, mà bản thân cái cơm rượu đó nó không gây say, nó không phải chất say thì mới không tính thôi. Chứ còn cơm rượu á, thì khi mà sư xét về các cái chi phần của cái giới không uống rượu thì nó đầy đủ hết. Cho nên cái việc sử dụng cơm rượu là nó dính ha.